Tình hình dịch COVID-19 tại Lào đang có chiều hướng tạm lắng khi số ca mắc mới duy trì ở mức hai con số trong 5 ngày qua, cho thấy các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ cùng sự tuân thủ của người dân bước đầu đã đem lại hiệu quả. Bộ Y tế Lào cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 64 ca mắc mới tại 4 trên 18 tỉnh thành, giảm cả về số ca mắc lẫn số tỉnh có ca mắc. Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục là tâm điểm với 49 ca mắc mới. Tính đến chiều ngày 1 tháng 5, Lào đã ghi nhận 821 ca mắc COVID-19, trong đó có tới 773 ca mới phát hiện từ đầu tháng 4 đến nay, cao hơn 20 lần so với số ca bệnh của nước này trong năm ngoái. Liên quan tới tình hình người Việt tại Lào, Cục Kiểm soát Dịch bệnh Bộ Y tế Lào đã thông báo cho Phòng lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào về việc có 38 người Việt Nam tại khu vực Thạt Luồng có kết quả dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 chỉ tính riêng trong ngày 30 tháng 4. Đại sứ quán Việt Nam ngay lập tức đã cử các cán bộ để hỗ trợ bà con và nước bạn trong công tác điều tra, truy vết theo yêu cầu. Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục kêu gọi người dân bình tĩnh, hợp tác tốt với các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Lào và các cơ quan chức năng của Lào để cùng nhau giải quyết tình hình.